Show Minh Nghệ VIP xin chào các bác. Hôm nay shop giới thiệu tới các bác tác phẩm Bình Phú Quý Tà Lộc, được chế tác từ chất liệu gỗ bách xanh thơm ngát, vân trung chớp cực kỳ đẹp và quý hiếm, liền khối 100%. Tác phẩm trên được tiện tròn thủ công với chiều cao là 38, đường kính bình là 18. Và ngay bây giờ, không để cho các bác chờ lâu nữa, shop xin mời các bác cùng ngắm chi tiết tác phẩm Bình Phú Quý Tà Lộc, gỗ bách xanh vân trung chớp cực kỳ quý hiếm đây ạ. Bình phú quý trên được thợ lành nghề của shop tiện với dáng cao, phần thân thon dài, cổ bình thấp với miệng bình thu nhỏ lại. Đặc biệt, vân chun chớp xung quanh bình rất tuyệt vời đây ạ. Bách xanh là dòng gỗ quý của vùng Tây Bắc Việt Nam. Gỗ có mùi thơm ngọt mát đặc trưng giúp cho tinh thần chúng ta thêm phấn chấn, giảm stress rất hiệu quả. Bình phú quý có tác dụng thu hút, lưu trữ tài lộc, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc, phát tài phát lộc, sự sinh sôi nảy nở, sự phát triển của những điều mới mẻ, sự may mắn, cũng như tạo lên được nét riêng sang trọng trong căn nhà của gia chủ. Với tác phẩm bình phú quý trên, các bác có thể trưng bày trong rất nhiều không gian khác nhau như phòng khách, phòng thờ, phòng làm việc, cửa hàng, đặt trên đôn, trên giá, trên kệ tivi, trên bàn tiếp khách, bàn làm việc, giúp mang lại cho gia chủ tiền tài thành công, mọi công việc sẽ thuận lợi và phát triển. Với kiểu dáng độc đáo, tác phẩm tạo được nét rất riêng trong căn nhà của gia chủ, góp phần nâng tầm không gian nội thất thêm trang trọng và gần gũi. Và để có giá tốt nhất cho tác phẩm trên thì các bác có thể liên hệ tới shop qua 3 số điện thoại Zalo là 0818 999 679, 0982 21 26 46 và 0849 83 88 58, hoặc các bác có thể truy cập qua website www.gomynghevip.com để theo dõi và đặt hàng. Đặc biệt, sau khi xem xong video này, các bác hãy like, comment và chia sẻ để ủng hộ cho shop ạ. Các bác hãy nhớ nhấn ngay kênh đăng ký để theo dõi các sản phẩm mới nhất của shop. Chúc các bác nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.